Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trong diễn biến cập nhật liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, tờ Business Insider đưa tin, quân đội Ukraine đã công bố một video cho thấy sự xuất hiện của xe an ninh bọc thép ASV-M1117 do Mỹ viện trợ. Đoạn video trên do tiểu đoàn tấn công độc lập số 425 của Ukraine, hay còn gọi là tiểu đoàn Skala, đăng tải trên mạng xã hội TikTok hôm 16 tháng 3. Trong video, xe bọc thép M1117 di chuyển trên địa hình tương đối gồ ghề, còn quân lính Ukraine bám chặt vào một bên sườn xe. Business Insider phỏng đoán rằng những hình ảnh trên xuất hiện tại một khu huấn luyện của Ukraine, nhưng không thể xác định chính xác vị trí cũng như thời điểm video được thực hiện. M1117, hay còn được gọi là Guardian, là xe bọc thép 4x4 do tập đoàn Textron Marine and Land System có trụ sở tại Mỹ sản xuất, chủ yếu phục vụ trong lực lượng quân cảnh và vệ binh quốc gia Mỹ. Xe bọc thép M1117 được trang bị hệ thống áo giáp có thể mở rộng modun bên ngoài bằng vật liệu composite, giúp cung cấp khả năng bảo vệ kíp lái trước tên lửa đạn đạo, cũng như những mối đe dọa từ các loại vũ khí nhỏ hoặc mảnh văng đạn pháo. Một đặc tính khác là gầm xe thiết kế hình chữ V, giúp phương tiện này có thể an toàn trước các loại mìn có sức công phá tương đương 5,4kg thuốc nổ TNT. Ngoài ra, xe bọc thép M1117 có tháp pháo dành cho một người sử dụng, súng phóng lựu tự động MK19 40mm gắn trên tháp pháo và súng máy cỡ nòng 50mm. Mỹ lần đầu cam kết viện trợ 250 chiếc M1117 cho Ukraine hồi tháng 11 năm 2022. Đến tháng 9 năm 2023, chuyên trang về quân sự tại Ukraine là Militony đưa tin rằng nước này có thể sẽ phải đợi thêm 18 tháng nữa để Mỹ hoàn thành quá trình tân trang và bảo trì 250 chiếc M1117 trước khi bàn giao. Ukraine nã hàng chục rocket về biên giới Nga. Xung đột Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang với hàng chục cuộc giao chiến trên khắp mặt trận. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng quân đội nước này đã đạt nhiều thành tích trong ngày 24 tháng 3. Cụ thể, tại tỉnh Donetsk, Nga cho biết đã cải thiện vị trí tiền tuyến và khiến đối phương tổn thất 300 binh sĩ, một xe bọc thép chở quân M113, 3 phương tiện, một khẩu pháo M119, một pháo kéo D30 và một kho đạn dược. Thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk cũng chứng kiến thương vong nặng nề của lực lượng Ukraine. Theo đó, Nga nói rằng Ukraine đã mất tới 360 binh sĩ, 2 xe tăng và 5 thiết giáp trên hướng này chỉ trong 24 giờ qua. Ở tỉnh Kharkiv, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân Nga loại khỏi vòng chiến 40 binh sĩ Ukraine, phá hủy của đối phương một hệ thống pháo phản lực đa nòng AM-70 Vampire và một hệ thống tên lửa phóng loạt Mars-2. Tại thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv, Nga cũng tuyên bố gây tổn hại cho Ukraine tới 140 binh sĩ, một xe tăng, 2 xe bán tải, một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, một pháo tự hành MSTB và 2 tổ hợp pháo tự hành Vovdika. Khu vực biên giới Nga tiếp tục hứng các đợt pháo kích từ Ukraine. Tỉnh trưởng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov nói rằng 4 dân thường đã bị thương sau khi chúng pháo kích. Ngoài ra, 22 căn hộ, 7 nhà riêng, 1 công trình và 11 ô tô cũng bị hư hại do các đợt tấn công. Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 22 quả rocket phóng từ Vampire ở tỉnh Belgorod. Nga oanh tạc UAV trên khắp lãnh thổ Ukraine. Về phía Nga, hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 24 tháng 3 có tổng cộng 52 trận giao chiến trên tất cả mặt trận, bao gồm hướng các thành phố Bakhmut, Liman, Avdiivka, tỉnh Donetsk và Novopavlivka, tỉnh Zaporizhia. Trong đó, quân Nga với sự hỗ trợ của không quân đã 17 lần cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine. Ngày qua, không quân Ukraine tấn công 8 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương. Lực lượng tên lửa Ukraine tấn công 2 hệ thống phòng không, 3 hệ thống pháo binh và 1 trạm tác chiến điện tử của đối phương. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 24 tháng 3 tiến hành 32 cuộc tấn công tên lửa, 37 cuộc không kích và 48 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Nga ngày qua mở cuộc oanh tạc quy mô lớn bằng máy bay không người lái UAV vào thủ đô Kiev và tỉnh Lviv, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Phía Ukraine cho biết, một trong những tên lửa mà Nga phóng vào Ukraine đã bay vào lãnh thổ Ba Lan.
Warsaw cũng xác nhận tên lửa Nga vi phạm không phận nước này và cho biết sẽ yêu cầu Moscow giải thích. Nga chưa bình luận về vụ việc. Ukrinform dẫn lời ông Yevtushenko, người đứng đầu chính quyền thành phố Nikopol, tỉnh Dnipropetrovsk, rằng lực lượng phòng vệ Ukraine ngày 24 tháng 3 phá hủy 11 trên 15 UAV tấn công mà Nga phóng vào Nikopol. Bộ Tư lệnh Không quân miền Nam cũng báo cáo về hai UAV Nga bị bắn hạ ở thành phố Mykolaiv, tỉnh Mykolaiv trong 24 giờ qua. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng riêng chỉ trong ngày 22 tháng 3, có tổng cộng 63 trận giao chiến trên tất cả các mặt trận. Trong đó, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga trên hướng các thành phố Bakhmut, Lyman, Avdiivka, tỉnh Donetsk và tiếp tục cầm chân quân Nga tại thành phố Novopavlivka, tỉnh Zaporizhia. Trong ngày, không quân Ukraine tấn công 13 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương. Lực lượng tên lửa Ukraine tấn công 2 khu vực tập trung quân Nga, một hệ thống tên lửa phòng không và 4 mục tiêu quan trọng khác của đối phương. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 22 tháng 3 mở cuộc tấn công lớn nhất trong thời gian qua với 87 vụ tấn công bằng 88 loại tên lửa, 110 cuộc không kích, 39 lần phóng rocket và phóng 63 máy bay không người lái UAV trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề, đặc biệt là cơ sở hạ tầng năng lượng. Kẻ thù đã phát động một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào ngành năng lượng Ukraine trong những tuần gần đây, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko viết trên Facebook. Các đợt tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng xảy ra ở các thành phố Kharkiv, tỉnh Kharkiv, Zaporizhia, tỉnh Zaporizhia và Kiviri, tỉnh Dnipropetrovsk. Ukrinform dẫn lời Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, rằng vụ tấn công của Nga bằng tên lửa và UAV ở tỉnh Zaporizhia hôm 22 tháng 3 đã làm 5 người chết và khoảng 30 người bị thương. Nhà máy thủy điện Dnipro ở Zaporizhia, nhà máy thủy điện lớn nhất Ukraine, cũng bị trúng không kích. Tại thành phố Kharkiv, Ukraine cho biết lực lượng Nga tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng khiến thành phố gần như bị mất điện hoàn toàn. Lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine cũng báo cáo về cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa đạn đạo vào thành phố Odessa, tỉnh Odessa trong ngày 22 tháng 3. Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn và mất điện tại thành phố nhưng chưa có báo cáo về thương vong. Phía Nga ngày qua đã xác nhận các vụ tấn công trên. Hãng thông tấn TASS dẫn bản cập nhật chiến sự ngày 22 tháng 3 của Bộ Quốc phòng Nga rằng lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn bằng vũ khí chính xác và UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp, quân sự và năng lượng của Ukraine. Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không, trên biển và trên mặt đất, cũng như UAV nhằm vào các cơ sở của đối phương. Tất cả các mục tiêu của cuộc tấn công đều đã đạt được, theo Bộ Quốc phòng Nga. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.